cảnh đẹp Lake of the Woods nghe các bạn, của tiểu bang Oregon. Cái hồ này nó ở trên núi cao lắm các bạn ơi, núi rất là cao các bạn, nó thông và thông ngàn luôn, ngoài này là núi ngàn và thông ngàn luôn đó các bạn ơi. Mình làm cái video này mình đang ở ngoài lake mình chơi, bữa nay chủ nhật nên mình ra coi quay cái video dục lên cho các bạn mọi người coi chơi, mà cái cảnh ở Lake of the Woods của tiểu bang Oregon rất là đẹp. Xung quanh mình vòng quay một vòng quanh cái hồ thôi, chứ cái hồ nó qua bên kia nó lớn lắm nghe các bạn. Bây giờ là tàu ở dưới nước là đầy rồi các bạn thấy chưa, tàu đông lắm. Chút nữa mình qua phía bên kia là tàu nó chạy khít luôn á. Bây giờ mình đang ở bên nào mình câu cá chơi, mình đang nghỉ mát chút xíu đó. Các bạn thấy bên kia đông chưa? Chút nữa qua bên kia mình sẽ quay cái video mình dục lên cho các bạn coi nha. Cái lake này nó ở đây nó rất là nổi tiếng các bạn, tại nó ở trên núi cao lắm, ở trên đồi núi thông cao á, cho nên nó mới đặt là Lake of the Woods, là cái hồ ở trong rừng, trên rừng cây giống như kiểu vậy đó. Nó đẹp lắm nha các bạn. Cái núi này đó còn một chút xíu tiết nữa, bây giờ tháng 8 rồi mà còn một chút xíu tiết ở trên kia kìa, chút xíu xịu trên đồi đó. Các bạn thấy dễ sợ không, là các bạn biết nó cao cỡ nào không? Nhiều khi cái núi đó là cái tiết nó quanh qua năm luôn á. Nè các bạn, ở tàu người ta chạy nè, người ta đang đi tubing á, người ta đang kéo cái phao á cho trẻ em ngồi nó chơi sao kéo đi đó. Các bạn thấy vui không, đẹp không các bạn? Lý tưởng lắm các bạn ơi, ngồi này mát quá, ngồi này nó sung sướng luôn các bạn. Tàu nó chạy nó kéo này đó. Chút nữa mình qua phía bên kia đông lắm, mình quay cho các bạn một cái video cho các bạn coi nha. Các bạn share nha, share cảnh đẹp nha các bạn, enjoy cảnh đẹp thôi nha các bạn. Ok, đây cũng tàu chạy đây nữa nè. Ở đây là bây giờ cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa, 1 tiếng 2 tiếng nữa là tàu ha, nó thằng các bạn á, nó chăng kẽ với nhau luôn. Bao nhiêu là nó kéo nó tấp hết ra ngoài này nó chơi đó các bạn. Mình ra đây mình cũng đi mình thôi, mình cũng đi quậy mình thôi. Làm video chụp cho các bạn coi cho vui mà, mình share với nhau mà các bạn, mình share cảnh đẹp với nhau các bạn. Không? Tại mình đi một mình không à, con mình bữa nay chủ nhật mình cũng đi làm mất rồi, ngày mai thứ hai thứ ba là cuối tuần của nó, cho nên mình cứ đi một mình không à, một mình vừa chạy vừa quay video. Kể có bao nhiêu có gì thì các bạn coi đó nha, chứ nhiều khi cái video nó không được đẹp chút nữa nếu mà mình chạy tàu mình quay đó các bạn, thì các bạn cứ coi cho vui thôi chứ không có gì hết. Chứ mình không phải là kiếm view kiếm muốn gì đâu các bạn, mình không cần đâu, không cần subscribe, không cần gì đâu các bạn, nói thẳng các bạn là như vậy đó. Ok rồi, cái bài dịch này nó bơi tới cho mình nữa rồi các bạn. Hồi nãy mình cho nó ăn chip, mình cho nó ăn hết rồi, bây giờ nó lại bơi tới mình nữa này. Một bài dịch nè, nó tới bơi để nó tìm đồ ăn á, bơi nhanh thiệt chưa các bạn, thấy một đám chưa, đám dịch tới chưa đó. Hồi nãy mình bẻ nguyên một bao chip cho nó ăn hết trơn rồi, bây giờ đâu nữa nó tới kìa. Dễ thương không, khiêu không các bạn? That's so cute. Look at that. What, guy? I don't have no more food for your guy, okay? I said sorry. No more food, guy. Ah, the guy's so cute. Love it. Các bạn thấy bài dịch đã chưa? Đó. Đó, tàu nãy chạy ngang, bây giờ các bạn thấy sóng, thấy chiếc tàu mình lắc lơ kia chưa? Wow, đã chưa các bạn này, à, thấy tàu mình nhảy này, nhảy dễ sợ. Tại mấy chiếc tàu kia nó chạy ngang qua đó bạn, sóng á. Bơi chút nữa mình ra ngoài kia mình bước phơi nghe các bạn. Nó kìa, nó chào kìa. Chút nữa ra ngoài kia là tàu chạy nhiều, nó có sóng nhiều, mình bước nhảy sóng, mình bước quay cho vui. Mà một mình thôi, một tay chạy một tay quay đó nha, trong cái phone đó nha, mình nói trước cho các bạn biết là như vậy thôi đó. Đoạn video vui dục lên cho các bạn coi cho vui, 4-5 phút thôi các bạn ơi, coi cho vui.